Và bây giờ không phải chỉ có một người anh em mà còn rất nhiều người anh em đã làm cái công việc đó, đã được ơn quay trở về với Chúa. Mời tất cả các bạn lên đây dùng chúng tôi. Mời tất cả các bạn tiến lên. Nào dám đụng tới giáo điểm không? Mình xem ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi hết xuống. Ngồi xuống. Còn đứng sát ra nữa đi. Sát ra, sát ra, sát ra. Sát ra nữa đi con. Mời một nhóm các bạn ra sau này đứng giùm cha. Sáu bạn ra phía trước. Sáu bạn mà lên chia sẻ làm chứng đứng phía trước giùm cha đi. Sáu bạn. Thảo nói sáu bạn nào lên phía trước đứng nha. Sáu bạn ra phía trước đứng giùm cha. Rất là hôm nay là có tất cả là bao nhiêu bạn con? Con thưa cha là ngày hôm nay chúng con đi được có 30 mấy, gần 40 em thôi. Vâng, 40 bạn, xin ra không thể là 40 bạn đều nói được hết. Rồi những bạn nào lên nói được xin mời. Đấy con đứng xuống dưới, đứng dậy rồi. Một bạn, hai bạn. Chung ra, chia ra, chuẩn bị đi chung. Rồi, bốn bạn. Rồi, còn lại là mấy bạn đứng, con đứng trên lên. Con đứng trên giùm cha, đứng lên trên lên Thảo. Con có chia sẻ không? Rồi. Rồi con đứng vào đây chúng ta. Đứng xuống, đứng dưới luôn. Cao đứng dưới. Đó, rồi. Con chia sẻ luôn phải không? Rồi, hai bạn, hai con đứng dưới. Con đứng trước, đứng dưới. Đó, hai con đứng dưới. Rồi con ra đi. Đứng đều ra. Rồi, bây giờ có ngon nào đụng giáo điểm thì mừng coi. Đấy, bằng này tay giang hồ cốt cán mà đứng bảo vệ giáo điểm tin mừng, có ai dám đụng đến không? Nhưng mà thưa anh chị em, họ không phải là những người như thế, mà họ là những người đã như thế nào. Xin anh trưởng đoàn, trưởng nhóm giới thiệu cho mọi người biết. Con thưa cha, con thưa cộng đoàn, anh em chúng con là những hoa trái của lòng thương xót Chúa. Bởi vì chúng con đầu tiên là khởi điểm là Thảo Ma. Và từ Thảo Ma mà đã mang lòng thương xót Chúa lan tỏa đến tất cả những anh em, không những ở trong vùng Hồ Nai Biên Hòa của chúng con, mà ngày hôm nay chúng con đã đón nhận được hơn 20 em từ ở các tỉnh xa đến Biên Hòa để cùng với anh em chúng con trong việc cải sửa mình, cai nghiện ma túy, cũng như là đắm mình vào trong lòng thương xót Chúa. Và con thưa cha và cộng đoàn, anh em chúng con hiện nay là nhóm chúng con nhận thánh Phaolô hạnh của một quan thầy, và nhóm Phaolô hạnh của chúng con tất cả thành viên cũ mới hiện nay là đã gần 150 thành viên. Và hôm và con thưa cha và tất cả cộng đoàn là ngày hôm nay con chỉ dẫn được một số những em mà đã khỏe, cũng như là đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa đến đây để xin cha đặt tay, cũng như là xin cha và cộng đoàn cầu tiếp tục cầu nguyện cho anh em chúng con thêm được ơn bền đỗ. Và con thưa cha, ngày hôm nay đến đây với chúng con thì như là một ơn Chúa quan phòng. Và nhóm chúng con thành lập được gần một năm nay, thế nhưng mà chúng con chỉ có tất cả mọi sự chúng con chỉ có tự động viên nhau, tự khích lệ nhau. Và ngày hôm nay thì chúng con được đón nhận một người là bác sĩ, chuyên viên tâm lý. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì anh sẽ đồng hành với anh em chúng con để anh hướng dẫn chúng con về mặt tâm lý cũng như là về mặt thiêng liêng. Con xin được giới thiệu, đây là bác sĩ và chuyên gia tâm lý anh Hậu. Con cứ đứng yên đó. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và đang làm ở bệnh viện nào. Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Do Kim Hoàng Văn Hậu. Con ở Biên Hòa. Hiện nay con đang phục vụ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 Biên Hòa trong vai trò là một chuyên viên tâm lý. Và ngọn gió nào đã thổi anh từ một bác sĩ tâm lý ở Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa đến với nhóm Phaolô hạnh của Thảo Ma, là những anh chị em chuyên xì ke, ma túy, thuốc phiện, đủ mọi thành phần, tội lỗi
mà đã được Chúa hoán cải, ngọn gió nào, nguyên nhân nào đã đưa anh đến với nhóm? Con được biết Chúa đã thực hiện những điều hết sức lạ lùng trên nhóm Phaolô Hạnh. Điều đó làm cho con rất là kinh ngạc và bàng hoàng, cho nên con đã lặn lội tìm đến nhóm Phaolô Hạnh để đồng hành thiêng liêng với các bạn, đặc biệt là đồng hành về bằng con đường cầu nguyện. Và anh chia sẻ cho mọi người với con mắt của một người chuyên môn, vì nếu mà làm ở viện tâm thần thì anh không thể nói về khía cạnh tâm linh được, chỉ có tâm lý, thể lý. Còn với nhóm là anh không những là tâm lý mà còn là tâm linh, mà anh đã nói là một chuyên viên về tâm lý mà nói về khía cạnh tâm linh về cầu nguyện. Anh cho mọi người biết hiệu quả của vấn đề cầu nguyện nơi các em như thế nào để các em có thể chữa trị được căn bệnh mà nghiện ma túy xì ke. Vâng. Thực tế con phục vụ đã hơn 16 năm. Tất cả những tinh hoa của khoa tâm lý trị liệu đã được đem áp dụng triển khai trên những bạn trẻ nghiện ma túy tại bệnh viện, cũng như tất cả những phương dược tốt nhất của ngành y khoa để can thiệp nhưng cũng không giải quyết được tận căn. Thật là diễm phúc con biết được đến linh đạo lòng Chúa thương xót, và con đã mang cái linh đạo đó vào trong bệnh viện trên thực hiện trên một nhóm nhỏ. Thì con thấy rất là kỳ diệu là các bạn bỏ được ma túy hoàn toàn. Cho nên con muốn nhắn nhủ với các bạn trong nhóm Phaolô Hạnh là hãy trung thành tuyệt đối với việc cầu nguyện, việc trung tín từ trong những điều nhỏ, làm tất cả những điều nhỏ với một tình yêu phi thường. Điều đó rất là kỳ diệu, cùng với những cái hy sinh, khổ chế thì ơn Chúa sẽ xuống và sẽ xa lánh được cơn cám dỗ. Rồi, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Để chúng ta gặp gỡ một chứng nhân đầu tiên, con tên là gì? Dạ, con là Giuse Lê Hoàng Hải. Bao nhiêu tuổi? Dạ, con năm nay 26 tuổi. Con dính vô xì ke bao nhiêu năm? Dạ, con chơi ma túy đá được 11 năm. 26 tuổi mà 11 năm, tức là 15 tuổi con đã dính vào ma túy đá. Mà chúng ta thấy 15 tuổi dính vào ma túy đá suốt 11 năm, làm sao mà con thoát được cái đó? Dạ, từ trước giờ thì con cũng đi cai bắt buộc với lại đi tù tội cũng 2 lần rồi chứ. Nhưng mà hôm bữa có một lần con đi với mẹ con là lên trên tre ở trên giáo điểm Tiên Mừng thì con mới biết đến nhóm của anh Thảo. Thì con mới lên đó thì con đọc kinh hàng ngày, con cầu nguyện thì con cảm thấy mình tội lỗi của mình nhiều quá. Dần dần con tự sửa đổi bản thân của mình. Chị em, chúng ta lại thấy những hình ảnh những người mẹ già dẫn những đứa con hoang đến với lòng thương xót Chúa. Và lần trước anh ấy đến đây, anh đã gặp được nhóm của anh Thảo lên làm chứng. Và từ đó thì anh ấy quyết tâm là quay trở về với Chúa. Những điều bác sĩ nói là chỉ có liệu pháp lòng thương xót mới có thể chữa trị được tận căn căn bệnh ma túy, mà đây là ma túy đá suốt 11 năm của một người anh em. Người thứ hai, con tên là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ, thưa cha, con tên là Giuse Thân Hoàng Linh, cha. Linh bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ, con ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, năm nay con 22 tuổi. Con dính vào cái gì bao nhiêu năm? Dạ, con dính vào ma túy tổng hợp 8 năm rồi, cha. Vậy là bao nhiêu năm, bắt đầu tuổi mười mấy anh chơi? 14. Một người 15 tuổi, 14 và chơi là ma túy tổng hợp, tức là nó ghê gớm hơn. Rồi nhờ đâu mà con thoát được cái đó con? Dạ, thưa cha, thì về niềm tin của con thì con nhẹ, mẹ của con rất tin vào lòng thương xót Chúa. Hằng năm thì ngày nào, hầu như tháng nào con cũng chở mẹ con lên đây, nhưng mà con không tin vào cha. Con ở ngoài bãi xe con ngủ không à? Thì cũng... Vào một lần cách đây năm thì con có ở trong trại cai nghiện bắt buộc ấy, thì con bị mắc vào cái tội là buôn ma túy vào trong, luồn ma túy vào trong đấy. Thì trong cái đêm mà con bị bắt đó thì con chỉ còn có nằm đó là chờ ngày mai là người ta xử tội con thôi. Thì con mới suy nghĩ, con mới không còn cách nào hết, con chỉ có biết đọc kinh lòng thương xót Chúa thôi. Thì tới sáng hôm sau người ta thả con một cách không luận tội con. Cái đó là đưa con vào tội là vận chuyển ma túy vào trong cơ sở của người ta. Vậy mà người ta tha tội cho con.
Nên từ đó đi con mới tin về lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta lại thấy một hình ảnh người mẹ cứ tháng nào cũng nhờ đứa con mình trở đến với giáo điểm tin mừng. Người mẹ ấy chở đứa con đến với ước muốn là đứa con ấy quay về với lòng thương xót Chúa. Nhưng thằng con bảo rằng chẳng tin ông cha Long là cái gì cả, chẳng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cứ ở ngoài bãi xe chơi thôi. Và Chúa vẫn kiên nhẫn tìm, nếu nó đến đây mà nó không chịu thì tìm cách khác, là làm chính ở trong trại tù. Chính trong trại tù Chúa cứu một bàn thua trông thấy. Và lúc bế tắc cùng cật nhất, nếu mà không thì anh sẽ bị xử tội rồi vì cái tội buôn bán ma túy, được tha. Và chính lòng thương xót Chúa đã cứu anh ấy để anh được quay trở về ngày hôm nay. Một người nghiện ma túy tổng hợp năm 15 tuổi. Còn con, bạn lên đi ngồi đây con này. Lên đi ngồi đây. Ngồi không được ạ? Ngồi được ạ? À, ngồi đây. Sao? Rồi. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ, con Du Sĩ Đặng Trường Chinh, năm nay con 26 tuổi. À, ông Trường Chinh, hôm nay ông 20, bao nhiêu tuổi? Dạ, 26 tuổi. Trường Chinh dính vô cái đó năm mười mấy tuổi? Dạ, con dính vô cái đấy năm 17 tuổi. À, rồi nhờ đâu mà con được thoát khỏi cái đó sau 17 năm Trường Chinh? Dạ, con nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Nhờ đâu, cách nào? Con nó biết như thế nào? Dạ, con chẳng... Bây giờ con chẳng biết nói sao nữa. Ai đưa con đến với lòng thương xót Chúa để Chúa cứu con khỏi chính xì ke ma túy? Dạ, ba mẹ con. Đưa con đến đâu? Dạ, em con cũng nhờ anh Thảo chạy tới kéo con tới. Vâng, lại thêm một hình ảnh ông già đầu bạc dắt bà đầu bạc, hai ông bà đưa đứa con của mình đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa giải thoát người con của mình dính vào xì ke ma túy lúc tuổi? Dạ, 17. 17, 14, 15, 17. Còn con tên là gì con? Thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Văn Tịnh, con ở giáo xứ Hợp Châu, giáo phận Thái Bình. Con năm nay 31 tuổi và con đã sử dụng ma túy tất cả các loại. Là không có cái gì là con chưa dùng cả. Là được 13 năm, 14 năm rồi ạ. Và khi sinh sống dính vào cái này là khi sinh sống con và làm việc ở trên thành phố Hải Phòng, là con đã được bị lôi kéo, ma quỷ lôi kéo và chơi không thiếu một cái gì cả. Có nghĩa là từ tất cả mọi thứ, đá, ke, ma túy tổng hợp, heroin, con đã sử dụng qua rồi ạ. Xong cuối năm vừa rồi, con có về quê thăm bố mẹ con dỗ và... Bố con có bật cái đài để con nghe. Lúc đấy thì nói chung là con cũng chưa có ý gì cả, nhưng mà nghe con nằm đêm trong phòng và nghe bố con bật rất to cho con nghe. Con có nghe trong 3 ngày. Nhưng không hiểu tại sao con về con nghe đài đấy trên Hải Phòng, nếu mà một ngày con không chơi con không chịu được. Nhưng về con ngứa nằm con nghe đài trong phòng. 3 ngày con không chơi cũng không sao cả, con chỉ nằm trong nhà trong phòng nghe đài và đến bữa ăn cơm con ra ăn cơm thôi. Thì bố mẹ con có nói là bố mẹ ở nhà cầu nguyện cho con rất là nhiều, lòng thương xót Chúa rất là nhiều. Bố mẹ con cũng vào đây cũng mấy lần rồi. Và các anh chị con cũng thế. Thì con cũng lúc đấy con mới tự tưởng tượng ra không hiểu tại sao mà 3 ngày không sử dụng một cái gì cả mà vẫn chịu được nằm trong phòng. Mà nhưng trong khi đó là con ở thành phố Hải Phòng, con chơi rất là nhiều. Thì là một ngày nếu mà con không chơi, trong vòng nửa ngày con không chơi con không chịu được. Mà sau đó bố mẹ con nói thế, xong rồi con cứ thấm dần thấm nghe cái đài của cha. Bố con cứ bật rất là to. Xong rồi nghe 3 ngày liền con ngồi nghe đài, xong rồi bắt đầu lúc đấy con mới ra con bật tivi con xem YouTube của cha, những bài giảng trên YouTube. Và lúc đấy con mới thấm thía mà bắt đầu con không hiểu tại sao. Nếu như các bạn gì kê ở đây, các bạn chơi hàng các bạn cũng biết là nếu không chơi thì nó vật vã như thế nào. Nhưng mà đến lúc mỗi lần con nghe đài này, con xem YouTube này, con không bị vật. Xong rồi, đầu năm vừa rồi, bố mẹ con nói là đưa con vào chỗ anh con, để anh con đưa con lên đây. Xem, để con lên đây, để con, để xem các bạn, cũng như nhóm anh Thảo, con có xem trên YouTube, các bạn của đám anh, nhóm anh Thảo và rất nhiều người. Thế để con xem
xem suy nghĩ lại cuộc đời của con như thế nào. Thì con cũng nói vâng, vâng, cho bố mẹ đưa con vào chỗ anh để anh đưa con lên đây. Thì con cũng nên vào đây được 2 ngày ạ. 2 ngày rồi, nhưng mà từ Tết đến giờ con, Chúa ban bố mẹ con và các anh chị con lúc ngày nào cũng cầu lòng thương xót, đọc kinh lòng thương xót và cầu nguyện cho con. Trong cái đó con cũng tham gia cùng, trước đây con không cũng tham gia đọc kinh như với gia đình đâu ạ. Từ ba ngày là nghe đài đấy, con mới tham gia với gia đình là cầu nguyện lòng Chúa thương xót và đọc kinh và đi lễ. Tôi thấy lại thêm một hình ảnh cả bố mẹ cứ lặn lội, cả bố mẹ lặn lội từ ngoài Bắc vào đây để mà tìm cách cho đứa con mình được ơn hoán cải. Nếu mà nghe, chắc nếu anh chị em mà không đến tận đây, không nhìn rõ cái con người này, có tên, có tuổi, có địa chỉ, thì chẳng ai tin rằng là một thằng nó 15, 16 năm chơi tất cả các loại xì ke, ma túy, heroin, tổng hợp đủ thứ hết, mà nó nghe cái đài lòng Chúa thương xót, nghe những bài giảng 3 ngày mà nó không bị lên cơn là như thế nào. Ngay cả chính anh em đã từng chơi, anh em có tin là có chuyện đó xảy ra không? Dạ thưa cha, con tin. Vâng, chỉ những người nào đã từng dính cái đó thì mới tin nổi. Còn bên ngoài họ nghe, họ sẽ bảo chúng ta là hoang tưởng, là mê tín, là mê hoặc, là tạo huyệt, là đóng kịch. Ai đóng kịch giỏi thì lên đây mà đóng thử coi có làm được hay không, thưa anh chị em. Ai dám nói lại như vậy là dám phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần, vì đây là quyền năng của Chúa Thánh Thần, sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là khả năng của ông Cha Long hay là của bất cứ ai cả. Quyền năng của Chúa Thánh Thần mà mình phủ nhận là mình dám chống lại Chúa Thánh Thần. Và Chúa nói tội chống lại Chúa Thánh Thần là tội không tha được, vì đổ vấy cho quyền năng của Chúa Thánh Thần là bàn tay của ma quỷ. Vì chỉ có ma quỷ nó mới tạo huyệt, chỉ có ma quỷ nó mới dàn dựng, chỉ có ma quỷ nó mới gian dối mà thôi. Con nói cho mọi người nghe, con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và được ơn như thế nào? Dạ con tên là Phan Bảo Toàn. Con năm nay được 30 tuổi. Con ở giáo xứ Bình An. Con chơi ma túy đã được 10 năm. Vâng, một người ở giáo xứ Bình An ở ngay quận 8 này phải không? Bình An ở dưới An Bình. Bình An ở dưới An Bình. Rồi con chơi cách đây trong vòng 10 năm, nhờ đâu mà con thoát khỏi cái đó? Dạ trước đây thì mẹ con cũng đi cầu nguyện rất là nhiều. Con nói chung là con cũng mẹ con thì cầu nguyện cho con rất là nhiều. Mẹ con chảy nước mắt vì con rất là nhiều. Nhưng mà con rất là lì, ma quỷ cứ gắm dỗ con chơi hết năm này qua năm kia vậy á. Cái có một lần là Tết vừa rồi, năm vừa Tết xong là mẹ con đi Cha Long về, có biết đến nhóm anh Thảo. Mẹ mới nói là muốn đưa con đi nhóm anh Thảo. Và lúc đó con cũng chưa tính đi nữa, với mẹ với lấy coi trên YouTube, cứ mở Cha Long dạng trên YouTube. Con nghe ghét, con coi ghét thì con mới nói mẹ là con muốn đi rồi. Thì lúc đó lên anh Thảo và lên trên anh Thảo thì đọc kinh hàng ngày, rồi cầu nguyện lòng thương xót hàng ngày, thì bây giờ con thấy lòng thương xót của Chúa rồi. Hallelujah! Mai lên! Hallelujah! Hallelujah! Rồi con. Dạ con chào cha. Con là Lê Quốc Bảo, con là giáo sư Trinh Vương, hôm nay con 30 tuổi. Dạ con dính xì ke năm nay khoảng 12 tuổi, 12 năm. Và con tù tội cũng khoảng 10 năm rưỡi nay rồi. Ăn chơi này nọ cũng nhiều và nghe gia đình nói và biết đến hội An Thảo là được ơn Chúa bỏ được xì ke ma túy. Và con vô hội An Thảo được một tuần lễ rồi. Thì con người con khỏe quá. Con sẽ cố gắng bỏ ma túy và xin cha cầu nguyện cho con thêm để con sẽ được bỏ ma túy. Còn con? Cha con là Đàm Minh Bùi Trương Phi, con này bám. Nói to lên con tên là gì? Cha con tên là Bùi Trương Phi. Trương Phi, hôm nãy có ông Trường Trinh, bây giờ có ông Trương Phi. Rồi, ông Trương Phi, anh bao nhiêu tuổi? Dạ con 30. Trương Phi bị dính bao nhiêu năm và được ơn như thế nào con?
Dạ, con bị nghiện 6-7 năm và con mới lên ăn thảo cách đây 2 tuần ạ. Làm sao con biết được cả nhóm anh Thảo mà con lên? Và con lên đó con thấy sao? Dạ, ba con cũng coi trên YouTube và thấy nhóm anh Thảo và đưa con lên nhóm anh Thảo. Thì con lên nhóm anh Thảo thì con thấy tinh thần thoải mái hơn. Thì con cũng muốn cai để vợ con quay trở về với con ạ. Con. Bé này, gần con. Rồi bé, đứng đây. Đứng cao lên. Rồi, con tên là gì? Con tên Nguyễn Khổng Ngân Anh ạ. Nguyễn Anh mấy tuổi? Dạ, con 5 tuổi. Bố con đâu? Dạ, bố con ở nhà. Mẹ con đâu? Mẹ con ở nhà. Rồi, con dính xì ke mấy năm? Rồi, rồi hôm nay có ai dắt con lên đây? Dạ, hôm nay bà nội con dắt lên. Rồi, nhà con có ai bị dính xì ke không? Dạ, ba mẹ con ơi. Rồi, con đứng cái ghế cao lên, đứng cái ghế cao kể cho mọi người nghe. Đây. Thưa anh chị em, tôi nói giỡn mà cuối cùng đây là một chứng nhân tuyệt vời. Ba mẹ con cả ba, cả mẹ dính xì ke. Dạ. Rồi ba mẹ con biết đã hết chưa? Dạ hết rồi. Nhờ đâu mà ba mẹ con được hết xì ke? Dạ con cầu nguyện cho ba mẹ con. Con có cầu, con biết đọc kinh lòng thương xót Chúa không? Dạ có. Con đọc kinh lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện cho ba mẹ con như thế nào? Con đọc cho mọi người nghe. Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và mau lên hồn và hành tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để tìm vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Mới con có đi tu không? Dạ có. Rồi, thế vật ma sơ lo cho các bạn ma túy. Ma sơ lo cho ma túy, được không? Được không, thưa anh chị em? Và bây giờ chúng tôi xin được gửi tặng cho các bạn mỗi người một tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Chia đều ra, chia ra. Thảo lấy chia, Thảo. Lấy chia mỗi người, mỗi bạn tấm ảnh lòng thương xót Chúa và mỗi bạn một cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi chúng con cầm lên, rồi mỗi bạn một tràng chuối. Con muốn xin một cái đài cho vợ con, gia đình vợ con là ngoại đạo. Vâng, xin một cái đài cho vợ con là người ngoại đạo. Đây, tôi xin được gửi tặng cho anh cái đài. Rồi trong nhóm ai chưa có ai, bạn nào muốn đài lòng, ai chưa có đài lòng Chúa thương xót, giơ tay. Mấy bạn chưa có, đếm giùm cha mấy bạn. Đếm giùm cha mấy bạn chưa có đài lòng thương xót, giơ tay. Chưa có đài, giơ tay coi. Bà có xì ke đâu, bà giơ tay. Bây giờ giơ tay cũng giơ, mấy người, đếm giùm cha coi. Ai chưa có đài, giơ tay. Vợ chồng con cũng hiếm muộn. Và rồi. Thưa anh chị em, đây bạn này xì ke, bạn ấy nói thêm một ơn nữa. Thưa anh chị em, đây là một cái ơn nữa. Thưa cha và cộng đoàn, vợ chồng con lấy nhau được 9 năm rồi, cưới nhau được 9 năm rồi, cũng hiếm muộn mấy năm. Con có xin cầu ơn Chúa và xin các thánh cầu cầu đến Chúa, và cũng có biết lòng thương xót của cha. Và con, vợ con đã sinh được hai em bé sinh đôi, hai gái sinh đôi. Cái bà này không xì ke mà cũng giơ tay lấy đài. Bà xì ke đi thì tôi cho. Hả? Anh làm chứng. Rồi. Có, tặng cho anh này luôn một cái đài luôn con. Rồi các bạn cầm ảnh lòng Chúa thương xót, bạn quay ra, bạn quay để trên ngực á, hai tay để ngực, được chưa? Hai tay để ngực. Các đoàn bài
chạy đến với Chúa những ai vất vả khổ sầu nha. Và thưa anh chị em, đây là một món quà đặc biệt chúng tôi xin được gửi tặng cho bác sĩ. Mời bác sĩ đứng phía trước này chúng. Đây là món quà đặc biệt chúng tôi xin được gửi tặng bác sĩ. Đó là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Cuốn sách này là tóm tất cả những lời Chúa mặc khải về lòng thương xót, tất cả những kinh cầu, tất cả những chuỗi kinh lòng thương xót, tất cả những gì về lòng thương xót Chúa, Chúa đã nói cho Faustina và Faustina đã ghi lại trong cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Xin được gửi tặng cho bác sĩ để bác sĩ lấy đó làm kim chỉ nam hướng dẫn những anh em của mình. Và bây giờ trước khi ca đoàn hát bài Trong Chúa Giêsu, những ai vất vả gánh nặng hãy chạy đến với Ngài. Chúng tôi xin mời bác sĩ có đôi lời chia sẻ với anh chị em. Cảm nghiệm sâu xa về lòng thương xót Chúa, con xin viết lên những dòng thơ sau đây để muôn đời chúc tụng tình thương Chúa. Về giáo điểm bên lòng thương xót Chúa, Chúa chạnh lòng tuôn đổ xuống muôn ơn. Ơn trọng đại Chúa cho con cảm nghiệm. Lòng thương xót Chúa ôi quá nhiệm màu, điều kỳ diệu làm con kinh ngạc. Người bé nhỏ Chúa lại tỏ mình ra, đưa con vào quỹ đạo tình yêu bao la, qua lối nhỏ mang tên đường tín thác. Ôi ân sủng tuôn đổ như dòng thác, nơi giáo điểm với bao người khổ đau. Chúa cúi xuống lau khô bao giọt lệ trên khuôn mặt những mảnh đời lầm than. Chúa phá tan bao ngờ vực nghi nan nơi cõi lòng, nơi tâm hồn chai đá nhất. Hạnh phúc nhất nay con tìm gặp được là được dìm trong biển tình xót thương, để hôm nay con là người được Chúa thương, biết cho đi khi no say tình Chúa. Tình thương Chúa đời con luôn ấp ủ và truyền rao đến tận cùng biên cương, để nhân loại nhận được lòng xót thương, được cứu rỗi không ai phải hư mất. Và thưa chị em, đây là bài thơ của anh. Xin mời ông nhạc sĩ Vũ Đình Ân lên đây, anh lãnh một cái sư vụ. Hay là anh chuyên môn phổ nhạc, đây là bài thơ. Nhờ nhạc sĩ Vũ Đình Ân về phổ lại bài thơ này thành bài nhạc nha. Và chúng ta sẽ hát vào trong đại lễ lòng Chúa thương xót. Và bây giờ xin mời ca đoàn cùng với cộng đoàn. Ca đoàn cùng với cộng đoàn chúng ta hát lên bài hát là Hỡi ai vất vả gánh nặng hãy chạy đến với trái tim Chúa, đến với lòng thương xót Chúa. Hỡi ai vất vả chuyên chuyên hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa, đặc biệt là những người đang đắm chìm trong tội lỗi, trong xì ghe, trong ma túy, nhất là những gia đình nào đang bị xào xáo, đang bị bất hòa, đang bị có những nguy cơ rạn nứt đổ vỡ, ly thân ly dị. Những gia đình mà chưa có được tiếng nói chung giữa vợ với chồng, hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa, chạy đến với trái tim Chúa để múc lấy sức mạnh, múc lấy nguồn ân phúc để vợ chồng có thể hòa hợp được với nhau, có thể sống hạnh phúc với nhau, có thể đón nhận nhau, chấp nhận nhau và tha thứ cho nhau như Chúa đã đón nhận, chấp nhận và tha thứ cho chúng ta. Mời các bạn, ảnh các bạn cầm tay trái, quạt các bạn cầm tay phải, và các bạn nhìn ở dưới người ta múa như thế nào thì các bạn múa như thế đó. Mấy chị nhìn theo chúng tôi. Thì em nhìn theo chúng tôi làm sao chị em làm vậy và cùng theo. Ai mang gánh nặng một nắng hai sương, về đây ta vội xưa tâm hồn được nghỉ ngơi, lòng luôn bên yêu cuộc đời.
ngoài danh vọng đi không tiếc gì. Chúa là mùa đêm ai dưỡng bao, Ngài cho con thánh ân luôn tuôn trào.